Các bạn thân mến, là hôm nay mình có chuyến đi du lịch đi Phú Quốc nha các bạn. Thì giờ hôm nay gia đình mình sẽ đi du lịch Phú Quốc ha. Thì hiện tại mình đang làm thủ tục để check in lên máy bay. Mình đi bằng hãng Vietnam Airlines nha các bạn. Thì mời các bạn cùng mình ha trải nghiệm cái chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc của hãng Vietnam Airlines nha các bạn. Rồi, bắt đầu thôi. Thì mình mới vừa làm thủ tục check in xong nha các bạn. Thì thủ tục ở đây vô thì in vé rồi đi vô thôi, nhưng mà đi máy bay cái rườm rà nhất là cái chỗ mà check in, cái chỗ mà kiểm tra an ninh đó các bạn. Thì ở đây kiểm tra an ninh thì các bạn bắt buộc phải cởi mắt kiếng, đồng hồ, với lại thắt lưng, giày dép là cởi ra hết luôn. Thì nó hơi rườm rà chút xíu. Thì Việt Nam mình chưa có tiến bộ rồi các bạn. Thì mình có dịp mình đi những cái sân bay quốc tế lớn khác á, ví dụ như là ở Hàn Quốc hoặc là ở Dubai rồi á, thì mình không có cần đi qua cửa an ninh á, cửa từ á, mình không có cần cởi gì hết. Thì đi qua mình chỉ cần dang hai tay ra thì nó sẽ có một cái máy quét 3D á, nó quét hình của bạn ra đó, không cần cởi gì hết, không cần cởi giày dép rồi đồng hồ rồi mắt kính gì á, không cần cởi. Đi qua nó, các bạn giấu gì trong người là nó quét ra cái đó à. Các bạn không thể nào mà mang vũ khí hoặc là những cái vật sắc nhọn mà đi qua cửa an ninh được. Thì đó là các nước người ta phát triển hơn, còn Việt Nam mình thì chưa phát triển cho lắm. Thì lúc trước mình đặt cái chuyến bay này thì từ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc vào khoảng 11 giờ trưa các bạn. Nhưng mà nó bị delay. Mình đặt Vietnam Airlines nhưng mà bị delay hai lần luôn. Một lần là delay từ 11 giờ sang 12 giờ mấy. Và mới đây thì nó tiếp, nó bị delay từ 12 giờ mấy sang 2 giờ mới bay nha các bạn. Thì tại vì mình đặt online cho nên là khi mà bị delay á, thì Vietnam Airlines nó cũng có tin nhắn thông báo rõ ràng. Nói chung là cũng được, nhưng mà delay thì mình hơi kiểu như là hơi thất vọng chút xíu. Tại vì mình đặt hãng lớn là Vietnam Airlines, chứ mình không có đặt Vietjet hoặc là Jetstar gì đó ha. Ok, rồi giờ mình sẽ chờ ở cửa lên máy bay ha các bạn. Rồi chuẩn bị tới giờ bay nha các bạn, cửa chuẩn bị mở cửa ha, mở cửa xuống máy bay. Na xin chào các bạn đây. Si xin chào các bạn nào. Siri xin chào các bạn. Rồi chuẩn bị lên máy bay nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô, mình xuống cửa máy bay nha các bạn. Đi chung 4 người đây. Đúng rồi, có hai. Rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra máy bay nha các bạn. Đây là máy bay của mình sẽ đi ha. Thì hôm nay mình sẽ đi máy bay cỡ lớn nha các bạn. Tại vì hôm nay là cuối năm á, thành thử ra là ít khách Việt Nam đi du lịch đó các bạn. Nãy giờ là mình gặp toàn khách nước ngoài không à. Ok, giờ đi ha. Thì vé của mình là vé 34-35HK nha các bạn. Mình lựa chọn ngồi ở gần cửa sổ cho hai bé nhà mình coi khung cảnh á. Rồi bây giờ mình sẽ lên tàu bay ha. Rồi bước lên luôn con, tụi con bước lên. Rồi đó kia rẽ phải giúp em nhé. Rồi cảm ơn nhé. Đây xuống này xì bước xuống. Sorry Na ơi, 34-35 ở đâu vậy? Anh đi thẳng rồi, thấy rồi, ok. Đi bước xuống đi tụi con. 30. Xuống luôn, bước luôn. 3. Đây tụi con ơi. Đây. Rồi bước vô tạm đi. Bước vô kia luôn. Rồi, 34. Vậy là nhà mình đã lên máy bay rồi nha các bạn.
đây bé nhà mình. Dạ mình đi, nhà mình đi 4 người á, thành thử ra là 2 người ở ghế trước và 2 người ở ghế sau ha các bạn. Đây 2 người trước. Siri ơi, Siri. Đó. Cho 2 người ghế trước ha, 2 người ghế sau để nhìn ra cửa sổ ha. Cửa sổ mình chọn ghế 34-35 này hơi phiêu chút xíu nha các bạn. Nhìn ra thấy cánh máy bay không à, không thấy gì hết. Thì hai bé nhà mình lần đầu tiên đi máy bay á, thành thử ra hai bé rất là háo hức, rất là thích luôn. Làm bài đi. Siêu, Sia, Siêu, thì hiện tại là 2:15 nha các bạn, và dự kiến chuyến bay của mình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc thì bay khoảng 35 phút nha các bạn ơi. Thì chắc cỡ là gần 3 giờ mình sẽ tới sân bay Phú Quốc ha. Máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Rồi thì chuẩn bị cất cánh nha các bạn. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. Ok, máy bay mà nó đạt độ cao rồi thì tất cả cái cửa sổ nó tự động nó có cái màu xanh này các bạn. Kiểu như nó giảm ánh sáng ở ngoài để khỏi chói vô máy bay. Đâu mà mình không đi máy bay Việt Nam Airlines mình không biết ha. Tất cả luôn, tất cả các cửa sổ đều chuyển màu xanh hết. Thì cái thời gian bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc cỡ khoảng 35 phút nha các bạn. Từ nãy giờ bay chắc 10-15 phút rồi. Nhưng mà cũng lẹ ha. Thì hiện tại đang là mùa du lịch nhiều quá cho nên Vietnam Airlines đang bố trí cái tàu bay to để mà vận chuyển hàng, chở hành khách đi nha các bạn. Tàu bay này là bay to ha. Sao con? Bà không biết chơi. Bà đâu biết chơi đâu. Rồi mình đang hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc nha các bạn. Wow.
thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy hành lý và mình xuống máy bay nha các bạn. Vậy là mình đã trải nghiệm xong cái chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc nha các bạn. Thì mình sử dụng hãng Vietnam Airlines ha. Thì cái chuyến bay này mặc dù là bay ngắn thôi nhưng mà mình cảm thấy cũng rất là thoải mái ha. Thì mình được phục vụ mỗi người một chai nước suối Aquafina nha các bạn. Tại vì chuyến bay ngắn cho nên thành thử ra là sẽ không có đồ ăn nha các bạn. Rồi. Thì đây là lần đầu tiên mình tới Phú Quốc luôn, thì mình sẽ tham quan và cũng như là nghỉ ngơi trên cái hòn đảo này 3 ngày, xong đó mình sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúc các bạn có một cái kỳ nghỉ thật là an lành nha. Rồi, cảm ơn các bạn.